Alo, xin chào các bạn. Hôm nay Yến Sơn Hà chia sẻ các bạn một chiếc vòi rửa bát, một chiếc vòi rửa bát loại dây rút nhập cái hàng này là hàng nhập thẳng từ Trung Quốc các bạn nhé, nhập Trung Quốc và có giá bán cho các bạn là 980.000. Yến Sơn Hà tối ưu giá hỗ trợ các bạn bán 980.000 cho chiếc vòi rửa bát dây rút, có nhãn hàng là mẫu hàng là HG. Ok, mẫu vòi này có giá 980.000, mời các bạn theo dõi xem nó như nào nhé. Và các bạn mua hàng thì liên hệ Yến Sơn Hà 0963410990, sản phẩm miễn phí giao hàng tận nhà cho các bạn. Rồi, đây, mở hộp ra thì nó như này, cái dây của nó này. Vòi chúng ta có vòi này, một dây cấp nóng lạnh, vòi nóng lạnh các bạn nhé. Đây, vòi chính của chúng ta đây. Đó, vòi chính đây. Rồi, và một quả đối trọng. Quả đối trọng này là để chúng ta treo dưới cái dây dưới gầm bếp ấy. Khi chúng ta thả cần vòi kéo cả ra thì nó sẽ tự động kéo cái vòi lại. Gọi là đây quả tạ đối trọng các bạn. Rồi, vòi rất lúc nào cũng có quả tạ đấy. Ok, thì đây chiếc vòi chúng ta đây, vòi HG. Đây các bạn xem này. Đó, các bạn nhìn thấy kiểu dáng thiết kế như nào ạ? Đây các bạn nhìn này. Kiểu dáng thiết kế này. To này, đầu vòi to, thon nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần. Và này, đầu dưới này to. Đấy. Vòi chúng ta được làm bằng chất liệu làm bằng inox, được phủ một lớp mạ phủ nano các bạn nhé. Inox phủ nano nên nó cái vòi này thì nó cho thứ nhất là chất lượng, thứ hai là nó dễ dàng vệ sinh, nó không bị bám bẩn. Nó không bị bám bẩn và dễ dàng lau chùi vệ sinh các bạn ạ. Vòi phủ nano này. Đây cái chuôi này thì bằng đồng, chuôi này bằng đồng và hệ thống dây cấp nóng lạnh đã được lắp sẵn rồi. Khi bạn lắp thì chọc cái đây là xong thôi, sau đó các bạn treo quả tạ. Lắp đặt cái vòi này thì cái quả tạ đối trọng này. Sau khi lắp đặt cái vòi vào chậu xong thì các bạn đo khoảng từ dưới đáy chậu này xuống khoảng 40 phân thì các bạn treo quả tạ này vào dây này này. Treo quả tạ vào cái dây này, nó có lỗ này này, bắt vào cái dây này. Khoảng 40 phân các bạn nhé, khoảng 40 đến 45 phân là đẹp. Đó, thì vòi chúng ta đây, chất liệu làm bằng inox các bạn nhé. Vòi chúng ta chỉ có 980.000 vòi dây rút. 980.000 mà các bạn được một chiếc vòi dây rút như này. Đây các bạn xem là chất lượng ở đầu vòi này. Đây có đầu vòi, nó là hai chế độ, một chế độ vòi ở giữa và một chế độ sen. Ok, đấy, khi trong gian nhà ra thì nó lại về vị trí như này. Các bạn nhìn thấy kiểu dáng thiết kế cũng khá là hiện đại đúng không ạ? Hiện đại và rất là duyên dáng cho cái vòi này. Đấy, xoay bên này. Đó, các bạn xem. Ok, vòi chúng ta là có nhãn hiệu HG các bạn nhé. Nhãn hiệu HG. Chiếc vòi này Yến Sơn Hà sẽ bảo hành cho các bạn là 3 năm. Bảo hành Yến Sơn Hà tối ưu mọi về giá nên là các bạn chỉ cần dùng cứ có cái nhãn hiệu HG này là Yến Sơn Hà sẽ bảo hành cho các bạn là 3 năm. Ok, bảo hành trên theo cái hóa đơn các bạn mua hàng nhé. Cái giá này 980.000, nếu các bạn lướt mạng có nhiều mẫu vòi dây rút nó họ bán chỉ có 600-700.000 hay là thậm chí là 300-400.000 là những cái vòi đấy, cái cần này nó không phải làm bằng inox mà nó làm bằng nhựa hoặc là atimon. Đấy. Đây các bạn nhìn này, cái chất liệu vòi này làm bằng inox. Đúng không ạ? Làm bằng inox. Đây các bạn này. Các bạn nghe tiếng thì các bạn biết đúng không? Nó làm bằng kim loại inox và được phủ một lớp nano, công nghệ phủ nano thì thường thường thì chỉ có bên công nghệ cao như bên Trung Quốc họ có thôi. Ở Việt Nam mình chúng ta sản xuất là chưa có mạ phủ nano các bạn ạ. Đấy, phủ nano này thì nó cho một chất lượng vòi mẫu mã. Thứ nhất là cái hình thức nó đẹp, thứ hai là nó chống bám bẩn, nó không bị bám bẩn nhiều, và thứ ba là nó dễ dàng vệ sinh lau chùi. Ok, chiếc vòi này có chỉ giá là 980.000, miễn phí giao hàng và bảo hành 3 năm cho các bạn nhé. Các bạn mua hàng chỉ cần liên hệ Yến Sơn Hà 0963410990, sản phẩm được miễn phí giao hàng tận nhà cho các bạn. Đây, Yến Sơn Hà cũng đã lắp thử một chiếc vòi này lên cái chậu rửa Sơn Hà Luxury. Cái cặp này các bạn xem này, đây, mở nước này, đó, đây là một chế độ vòi các bạn nhé, đây là một chế độ vòi này. Thì chúng ta rửa sen đây. Đấy. Và chúng ta xoay rửa bên này. Rất là tiện ích đúng không ạ?
Đấy, chiếc vòi này thì có giá đây, nếu mà khi cần rút ra để chúng ta vừa lau rửa bể này, vừa lau rửa cái chậu rửa bát này, vừa chúng ta rút ra như này này. Đó. Rút ra và chúng ta lau rửa thoải mái các góc cạnh. Đúng không ạ? À, cái vòi này, dây rút này nó có tiện ích là như vậy, rút ra và có thể điều chỉnh được. Đấy, về được vị trí này. À. Các bạn nhìn thấy bấm. Nút bấm này cực kỳ dễ dàng, đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, cực kỳ là nhẹ nhàng, hệ êm ái. Và một chiếc vòi này chỉ 980.000 thì Yến Sơn Hà là nhập về bán là cùng, chủ yếu là bán hỗ trợ, bán cùng với cái chậu Sơn Hà các bạn nhé. Yến Sơn Hà là phân phối chính các sản phẩm chậu rửa bát và các sản phẩm của Sơn Hà chính hãng. Tuy nhiên, một số các mẫu vòi rất là khách hàng ưa chuộng nhưng Sơn Hà lại không có, thì Yến Sơn Hà có nghiên cứu và nhập mẫu vòi này về để hỗ trợ bán hàng cho các bạn. Chỉ 980.000 các bạn có một mẫu này. Rất là chất lượng này. Đấy, đây các bạn xem cận cảnh nhé. Đây. Đây các bạn này. Khi các bạn mua cái chậu Sơn Hà này, đây các bạn nhìn chậu Sơn Hà Luxury này. Sơn Hà Luxury có giá bán là 2,2 triệu nhé. 2,2 triệu. Kết hợp cùng chiếc vòi này chỉ 980.000 thì là tổng cho cả chậu vòi này chỉ có 3,180,000. Đấy, các bạn được một mẫu sản phẩm chất lượng này. Yến Sơn Hà bảo hành cho các bạn là cái vòi này là 3 năm nhé. 3 năm và đổi mới miễn phí trong năm đầu nếu như các bạn sử dụng nó bị lỗi. Đấy, các bạn lắp lên sử dụng mà lỗi, Yến Sơn Hà đổi mới luôn. Ok. Đó, vòi chất lượng tốt, Yến Sơn Hà đã lựa chọn là kể cả hàng Trung Quốc, Yến Sơn Hà nhập là đã là nhập cái hàng có giá trị tương đối phù hợp với khách hàng nhưng mà chất lượng là phải tốt. Còn đối với những cái mẫu mà cũng tương tự như thế này mà giá nó chỉ tầm 300-400 nghìn đi các bạn, thì cái cần này nó làm bằng nhựa các bạn ạ, làm bằng nhựa hoặc là Atimon, nó rất là dễ vỡ. Nhưng đây là chất liệu bằng inox các bạn nhé, 980.000 vòi inox phủ nano. Rồi, ok các bạn. Rồi, ok các bạn mua hàng liên hệ Yến Sơn Hà nhé, 0963410990. Sản phẩm miễn phí giao hàng tận nhà cho các bạn. Và khi các bạn nhận hàng, khi các bạn mua hàng, các bạn chỉ cần liên hệ báo địa chỉ giao hàng và sản phẩm sẽ được giao tận nhà cho các bạn. Các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng đúng sản phẩm, đúng chất lượng thì các bạn mới nhận hàng và thanh toán tiền hàng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. 2,2 triệu chiếc chậu Luxury cộng một chiếc vòi HG 980.000, một cặp lầy chỉ nhìn 3 triệu một chút, 3,180,000 các bạn có một cặp sản phẩm chậu rửa bát và vòi luôn, rất là chất lượng. Nói là hàng chất lượng nhé, còn đối với những hàng giá gọi là mua để có thì Yến Sơn Hà không bán ở đây. Đấy. 980.000, các bạn có thể hoàn toàn có thể mua riêng chiếc vòi này thôi. Nếu như các bạn có chậu rồi hoặc các bạn ưng những mẫu chậu khác không phải là Sơn Hà thì các bạn có thể mua mỗi chậu vòi thôi, Yến Sơn Hà cũng sẽ chuyển cho các bạn 980.000 mẫu vòi này. Đấy, còn các bạn mua không ưng mẫu vòi này, các bạn mua chậu thôi. Ok, 2,2 triệu. Cái chậu Luxury này thì đang rất là hot, bán rất là chạy. 2,2 triệu các bạn mua cái chậu Sơn Hà thôi. Còn mua cả bộ là 3,180,000. Vâng, đối với sản phẩm Yến Sơn Hà cung cấp thì đa phần là những sản phẩm Sơn Hà. Yến Sơn Hà là nhà phân phối chính thức, nhà phân phối Yên Thế, sản phẩm chuyên phân phối các sản phẩm Sơn Hà chính hãng. Tuy nhiên một số mẫu vòi rửa bát này Sơn Hà không có sản xuất, không có, mà nó thị yếu của khách hàng, thị trường thì lại đang rất là cần. Và Yến Sơn Hà cũng đã nghiên cứu và nhập thêm một số mẫu vòi được nhập thẳng trực tiếp bên Trung Quốc, nguyên bộ bên Trung Quốc về để hỗ trợ cung cấp cho các bạn. Ok, các bạn mua hàng ủng hộ Yến Sơn Hà nhé, 0963410990. Xin chào.